đây là một trong những cái dịch vụ mà khách hàng nhận được khi sắm giả Live Day của Beta Vũ Đạt Audio sẽ luôn được hỗ trợ cái buổi đầu tiên để có thể giúp cho các bác tự tin hơn trong cái quá trình mà sử dụng, cũng như là giúp cho cái buổi làm việc đầu tiên với dàn sự kiện hoặc là phung giảm có thể trơn tru và thành công. Cái nút trên này, cái ghế này này, nó được to quá là dễ bị rít. Lần đầu tiên em đón giới, quay lắm nên nhẹ lòng bối rối. Mà vì sao em ra rồi, quý yêu anh mà ra thôi. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Hiện tại thì bọn em đang có mặt tại nhà anh Sáu, và sau một thời gian tìm hiểu rất là kỹ lưỡng thì hôm nay anh Sáu đã quyết định sắm một bộ dàn Live Array cho mình để bước chân vào con đường làm sự kiện thực cưới. Ngày hôm nay thì bọn em đã chuyển hàng xuống đây để bắt đầu setup. Hiện tại thì cũng đang là vào cái giờ trưa và anh em đã chuyển hàng xuống từ sáng rồi. Các bác có thể thấy đây là anh Sơn đang bắt đầu lắp lại những cái chiếc loa đầu tiên để bắt đầu chuẩn bị test nhạc. Và mời các bác theo chân em để đồng hành cùng cái chuyến hành trình làm việc với cả anh Sáu, cũng như là xem cái quy trình chăm sóc khách hàng của bên Khang Phú Đạt Audio đối với khách hàng mua dàn sự kiện Live Array của Khang Phú Đạt Audio như nào nhé. Xin mời các bác. Cùng em khám phá xem là bộ dàn ngày hôm nay Khang Phú Đạt Audio cung cấp cho anh Sáu ở Liệm Tuyết, Quốc Hoàng, Hà Nội gồm những thiết bị gì nha các bác. Bộ dàn cấu hình ngày hôm nay đến từ thương hiệu StarSound, bao gồm 3 cặp Live Array Bass 30, XTA 12 như anh chị có thể thấy đấy ạ, một cặp xúc kép Bass 50, XTA 218S kết hợp để đánh cho hệ thống loa đó, thì bao gồm không thể thiếu đó là bàn mixer Dynacorp CM1000 tích hợp AI Effect và cho phép mình căn chỉnh theo cái nhu cầu của người sử dụng. Và đi theo đó là một thiết bị đầu não xử lý, đó là DSP408, cũng từ thương hiệu StarSound. Và để đánh cho ba cặp Live Array này thì bên em có sử dụng đó là một chiếc đẩy 4 kênh nguồn xung cũng của StarSound là K4130ST. Và tất cả những cái cục đẩy thì đều được bảo hành 36 tháng. Đánh như này thì các anh chị có thể thấy là hai kênh này bọn em đấu cho một cặp loa, và hai kênh còn lại em đánh cho hai chiếc. Nếu sau này anh Sáu có nhu cầu nâng cấp thêm một đôi nữa thì hoàn toàn không cần mua thêm đẩy. Và để đánh cho cặp loa xúc kép Bass 50 thì bên em sử dụng đó là cục đẩy K2150S với công suất lên đến 1500W ở 8 ohm và 4 ohm lên đến là 2250W với mạch class là mạch class D cho đến hiệu suất công suất đầu ra là 85%. Không thể thiếu đó là một bộ micro làm sự kiện 4 dâu cũng của StarSound. Micro 4 dâu thì đảm bảo an tâm cho các bác đi làm sự kiện không bị cái vấn đề về sóng sánh. Và để bộ này hoạt động liên tục thì đó là một thiết bị, đó là thiết bị quản lý nguồn. Ngoài ra còn 6 chiếc đèn park LED 54 bóng và cộng thêm đó là 2 con pin, một quả cầu gương đều do Khang Phú Đạt Audio cung cấp. Và sau đây thì các bác cùng em khám phá xem là cái cấu hình chất lượng bộ dàn này như thế nào, và cái quá trình mà Khang Phú Đạt Audio hỗ trợ anh Sáu để làm những cái tiệc đầu tiên của mình như thế nào.
mái tóc thề ngõ hồn dâng tay thề. Anh làm thơ phú quý khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã nghĩ. Thương không vâng. Và hiện tại thì bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi. Sau quá trình mà bên em set up xong thì anh Sáu cũng đã nhận bàn giao cái hệ thống âm thanh của bên em, và theo quy trình thì bên em sẽ có những 2 buổi để hỗ trợ anh Sáu theo những cam kết hỗ trợ kỹ thuật của bên Khang Phú Đạt với nhà cả anh Sáu. Anh Sáu ơi, chắc là bây giờ thì thời gian cũng là muộn rồi, chắc là em xin phép cả anh cũng như là cả chị là cho bọn em xin phép là bây giờ bọn em trở về công ty để mai lại tiếp tục công việc. Thì cái là anh sẽ thay mặt gia đình dạ. cảm ơn anh em toàn thể công ty dạ vâng. để giúp đỡ vợ chồng anh dạ vâng. Mua bộ âm thanh bên Khang Phú Đạt dạ vâng. cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng anh cho nó phát triển, càng phát triển thì càng tốt để anh em mình tạo điều kiện cho nhau dạ vâng. Không có gì hơn là anh xin cảm ơn tất cả bọn em dạ vâng. Đây là cũng là những cái lời mà bọn em cảm thấy vui nhất sau cái buổi ngày làm việc hôm nay khá là vất vả, nhưng mà nhận được sự tin tưởng đáp ứng của các quý vị khách hàng cũng như là của anh Sáu thì đây là cũng như một nguồn động lực. Nếu như các bác thấy video hữu ích thì có thể xin một like, một subscribe cho kênh để bọn em có thể ra những cái video hữu ích hơn. Hãy theo dõi hết cái quá trình mà anh em Khang Phú Đạt Audio đồng hành của anh Sáu trong chuỗi sự kiện đầu tiên của anh Sáu. Hiện tại thì em đang có mặt tại Quốc Oai để hỗ trợ một trong những cái buổi sự kiện đầu tiên của anh ấy sau khi anh ấy lấy dàn Live Array. À, cũng nhân tiện đây em cũng xin giới thiệu luôn, đây là một trong những cái dịch vụ mà khách hàng nhận được khi sắm dàn Live Array của bên Khang Phú Đạt Audio. Các bác những khách hàng mà khi sắm dàn Live Array sẽ luôn được hỗ trợ cái buổi đầu tiên để có thể giúp cho các bác tự tin hơn trong cái quá trình mà sử dụng, cũng như là giúp cho cái buổi làm việc đầu tiên với dàn sự kiện hoặc là phong dạp có thể trơn tru và thành công. Rất là mong các bác có thể theo dõi bọn em xem là cái quá trình hôm nay anh em sẽ hỗ trợ bác Sơn thực hiện cái buổi đầu tiên của bác đã ra sao nhé. Thấy cái nút trên này, cái ghế này không được to quá là dễ bị lít. Thứ hai là nút chỉnh kép này, còn hai cái này nó liên quan với nhau. Lần đầu tiên em